Hey, xin chào các bạn. Mình lại quay trở lại với cả series video hướng dẫn các bạn làm web bằng WordPress. Trong cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái làm cái web số 3. Thì cái link của cái web số 3 nó nằm ở đây rồi. Thì mình chỉ cần click vào đây thôi. Nó mở ở đây à? Nhưng mà mình sẽ mở copy cái link đi. Mình paste trên trình duyệt. Đó. Tắt hết các tab khác đi. Thì đấy bạn thấy rằng là cái link của bài số 3 đây. Đấy, mình sơ qua bài số 3 mình sẽ học những kiến thức sau đây. Kiến thức số 1 là cách làm web cho di động bằng cách dùng navbar collapse. Tức là khi mà kích vào đây di động thì khi mình co nhỏ lại bạn thấy rằng là nó sẽ xuất hiện một cái này. Đấy, ở trong này nó có thể là mọi thứ. Có thể là một cái menu. Đấy. Có thể là một cái khối text. Đấy. Hoặc là bạn để nó sổ dưới cũng được, sổ dưới sổ trên thì đều được hết, bạn thích làm cái nào cũng được. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Đó, cái menu này nó phù hợp với cả di động. Còn cái menu này, cái kiểu trình bày này chính là cái kiểu các layout. Đó, cái cách trình bày khá là thông thường. Phần trên này mình sử dụng cái thuộc tính là Text Center. Hai cái nút này thì dùng cái nút Primary và Secondary. Gần Footer thì không có gì cả. Cái nút Back to Top kích vào đây là link trên kênh mình cũng hướng dẫn luôn. Đó. Như vậy là mình sẽ bắt đầu xử lý luôn bằng cách là... Thôi, để video sau xử lý. Phần này thì mình giới thiệu qua kiến thức rồi. Tóm lại là kiến thức mình học được là một là cách làm menu bằng di động bằng navbar collapse, hai là cách sử dụng các layout, ba là sử dụng các class thông thường để bạn tạo ra một cái khối căn giữa như này. Đấy. Và cái bài tập này mình sẽ làm theo phương thức gọi là cơ bản nhất là mình sẽ làm từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đấy. Mình sẽ chuyển sang video sau để bắt đầu xử lý luôn nhé. Video này dừng lại đây.